Đối với những người thường xuyên sử dụng xe hơi, cảm giác thoải mái khi ngồi vào khoang nội thất sạch sẽ trên những chiếc ghế da êm ái luôn là cảm giác tuyệt vời nhất. Nhưng qua thời gian, khoang nội thất đã bắt đầu xuống cấp, đặc biệt là ghế da ô tô có thể bị rách, thủng, nứt hay bạc màu. Có khi chỉ đơn giản là một vài vết mực bút bi, một vài vết cà phê mà chúng ta vô tình làm dây vào, tất cả đều tạo nên một cảm giác không hề thoải mái chút nào. Một trong những sản phẩm tiêu biểu mà Xe Hay muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là Furniture Clinic với công nghệ hiện đại của Anh, quốc gia hàng đầu về công nghệ thuộc da và các sản phẩm da trên thế giới. Dòng sản phẩm Furniture Clinic phục hồi hoàn toàn ghế da bị bong chóc, bay màu, chảy xước, rách, cháy hoặc thủng, giúp ghế da trở lại trạng thái mới hoàn toàn như ban đầu theo quy trình tiên tiến của Anh. Đặc biệt có thể đổi màu da hoặc nâng cấp da từ dạng bóng bình thường sang dạng mờ cao cấp. Do khí hậu Việt Nam, nước mình là nước khí hậu nhiệt đới cho nên là nóng ẩm. Thế nên là cái bề mặt da thì nó rất là dễ dàng bị khô cứng bề mặt nếu mà không được trong quá trình mình sử dụng mà không được chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên. Thì do là trong cái quá trình mình ngồi hàng ngày ấy, lực tác động lên cái bề mặt da này mà bề mặt da nó khô cứng không có độ đàn hồi thì nó dễ dàng nó gây lên những cái vết mà nhăn này, những cái vết lứt, rồi là do là mồ hôi và các chất bẩn vô cơ hữu cơ nó tác động lên những cái bề mặt của màu da, làm cho màu da bị lão hóa, và bởi vậy mà nó có thể gây ra những cái hiện tượng là bong chóc và mất màu da như là cái mảng da này. Tùy thuộc vào tình trạng ghế da mà kỹ thuật viên sẽ quyết định các bước để phục hồi. Thông thường, một quy trình phục hồi ghế da bao gồm các bước cơ bản sau. Bước 1, xử lý thật sạch ghế da bằng hóa chất chuyên dụng Laser Ultra Clean. Nếu bề mặt ghế da không được làm sạch, các lớp hóa chất sẽ không thể bám dính, khiến quy trình phục hồi không thể thực hiện được. Bước 2, sử dụng hóa chất Heavy Filler bả vào các khe nứt trên bề mặt da để lấp đầy, sau đó ráp phẳng mịn bề mặt. Bước 3, kỹ thuật viên sẽ pha màu sơn theo màu sơn gốc của ghế da, sau đó tiến hành phun lên khu vực vừa xử lý bả. Lưu ý, màu sơn phải được pha bằng các sản phẩm sơn của Furniture Clinic chuyên dành cho đồ da. Nếu sử dụng các loại sơn khác sẽ gây ra tình trạng không bám dính, loang màu. Bước 4, phun lớp bảo vệ Laser Finish giúp sơn bám dính tốt nhất trên bề mặt ghế da. Bước 5, kỹ thuật viên dưỡng lại một lần cuối trên bề mặt ghế da bằng lớp Laser Protection Cream, có tác dụng tạo một lớp màng mỏng giúp ghế da không bị bám bụi, thấm nước, dầu, mực, bút bi. Mảng da này thì đã được xử lý bề mặt của da, làm lấp đầy những cái vết lứt gãy và những chỗ bề mặt da bị mất màu, thì sau đó thì đã được pha để phun lại màu và bảo vệ hoàn thiện. Thì khoảng một tiếng sau đó thì chúng ta có thể sử dụng được ghế bình thường, để cho cái trong khoảng thời gian một tiếng đó thì cái màu và cái chất bảo vệ nó sẽ được khô và nó ổn định bề mặt. Thì nên là hạn chế nước vào trong khoảng 4-8 tiếng, nghĩa là khoảng 2 ngày sau đó. Vừa rồi là quy trình phục hồi ghế da sử dụng bộ sản phẩm Furniture Clinic nhập khẩu trực tiếp từ Vương quốc Anh. Như các bạn có thể thấy, tình trạng ghế trước và sau khi được phục hồi.